Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thực hiện dự án 500 kV mạch 3, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối. Đồng chí Trần Quốc Toản chúc mừng các cơ quan báo chí. Sử dụng điện mặt trời áp mái tại doanh nghiệp. Đẩy nhanh thực hiện nghị quyết số 330 quy định khu vực không được phép chăn nuôi. Bức xúc do chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án 500 kV mạch 3, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối tại Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án 500 kV mạch 3, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối tại trạm biến áp 500 kV phố nối thuộc địa bàn xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. Dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối là một trong các dự án thành phần của đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối. Dự án được đầu tư xây dựng mới đường dây 500 kV hai mạch dài khoảng 127 km đi qua địa phận 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Trong đó, qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài khoảng 7,3 km gồm có 34 vị trí móng cột thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. Đến nay, 34 vị trí móng cột đã được bàn giao để các nhà thầu thi công với tổng diện tích là trên 4 hectare. Đối với phần hành lang tuyến, đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, tỉnh Hưng Yên đã bàn giao cho chủ đầu tư 26 trên 26 khoảng néo và hành lang tuyến đường dây 500 kV. Về hạng mục thi công, trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng loạt 4 gói thầu thi công. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành thi công 34 trên 34 bóng, đang dựng 23 trên 34 cột, đã kéo xong dây 1 trên 26 quảng néo. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Hưng Yên và nhà thầu trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề nghị nhà thầu phối hợp với các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Đây là một hạng mục hoàn thành sớm nhất trong 4 cái dự án này, đúng không? Từ lúc 3 giờ sáng giờ có sự cố thì không có. Lúc báo của trường là không có vấn đề gì ạ. Ban chỉ đạo và tập đoàn rất là cảm ơn các lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để anh em triển khai đến giờ là tốt rồi. Và cái công trình này nó cũng sẽ góp phần trực tiếp cho cái thu hút đầu tư của địa phương, của Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu các đơn vị thi công cần chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông, xây dựng lịch trình kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên của các cơ quan, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đặc san Phú Hiến và Thường trú Báo Nhân dân tại Hưng Yên. Tại các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và Đặc san Phú Hiến, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới tập thể cán bộ phóng viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và các văn nghệ sĩ trong việc không ngừng nâng cao chất lượng chương trình, tờ báo của mình, góp phần vào sự thành công chung của các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Về nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới, nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự kiện chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần phát huy năng lực và những thành tích đã đạt được, tiếp tục chung tay làm tốt công tác tuyên truyền. Trong đó, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cần định hướng sớm cho các cơ quan báo chí đi trước một bước trong công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin về đề án phát triển của tỉnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nắm được, đồng thuận và tích cực chung tay vì sự phát triển chung của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực chủ động đấu tranh, phản bác thông tin quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Sở Thông tin và Truyền thông
phát huy tốt vai trò cơ quan quản lý công tác báo chí, nhất là quản lý thông tin trên không gian mạng, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác báo chí, lựa chọn công nghệ cao phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Các cán bộ, phóng viên báo Hưng Yên tiếp tục phát huy ngòi bút sắc bén của tờ báo Đảng, làm tốt tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, phản ánh và làm sâu sắc hơn sự vươn mình mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Các văn nghệ sĩ, người làm báo của đặc san Phố Hiến tiếp tục gắn bó, có nhiều bài viết hay, thiết thực, làm nổi bật bức tranh tươi sáng của mảnh đất và con người Hưng Yên, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn với vai trò, trách nhiệm và những tình cảm gắn bó với tỉnh Hưng Yên, đại diện thường trú báo Nhân dân tại Hưng Yên kịp thời thông tin việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, kết quả và thành tựu phát triển kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa của Hưng Yên đến với nhân dân trong nước và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Văn Lâm phản ánh kiến nghị một số vấn đề như đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với việc xác định nguồn gốc đất thổ cư, đơn giá bồi thường tài sản công trình trên đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, xã Lạc Đạo để di rời ra khu tái định cư mới thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, giải quyết ô nhiễm nguồn nước sông Đình Dù, quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở xã Lạc Đạo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến trân trọng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện Văn Lâm cần tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang khu trung tâm huyện và khu vực nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bố trí đủ vốn và giải ngân kịp thời, nhất là đối với các dự án trọng điểm của huyện, ưu tiên các nguồn lực hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 3, loại 4, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, trọng tâm là xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Sáng nay, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang đã tiếp xúc với cử tri thị trấn Văn Giang và xã Cửu Cao. Dự nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri thị trấn Văn Giang và xã Cửu Cao đề nghị các cấp bàn giao đầu tư nâng cấp trạm y tế xã Cửu Cao đã sáp nhập với trung tâm y tế huyện để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh, cần hoàn thiện đường ven đê nối thôn Công Luận 1 và Công Luận 2 thị trấn Văn Giang và đầu tư hệ thống thoát nước, quan tâm kiểm nghiệm nguồn nước sạch thường xuyên để nhân dân yên tâm, tăng cường vận chuyển xử lý rác thải, vệ sinh môi trường khu dân cư, đẩy mạnh công tác phổ biến luật đất đai mới, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án qua địa bàn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để chuyển các ngành địa phương xem xét và giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về dự thảo nghị định quy định đất trồng lúa. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa gồm 4 chương, 18 điều. Quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt khi xây dựng các công trình trên đất được chuyển đổi từ đất trồng lúa, nộp tiền để bảo vệ đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ phát triển đất trồng lúa. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục có một số ý kiến đối với bản dự thảo lần này tại khoản 2 của điều 8 và khoản 2 của điều 15 như đề nghị bổ sung quy định cụ thể về kết cấu xây dựng công trình và yêu cầu tự phải di rời, tháo dỡ khi nhà nước tiến hành thu hồi đất, bổ sung định mức hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn, áp dụng quy trình sản xuất, tổ chức tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không thấp hơn 50% kinh phí thu được từ nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa để các địa phương có căn cứ để lập dự toán. Bổ sung định mức và nội dung hỗ trợ xây dựng nhà màn, nhà lưới, nhà kính, phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho các vùng mới chuyển đổi. Tính đến hết tháng 5 năm nay, 89% diện tích đất công nghiệp cho thuê của khu công nghiệp Phố Nội A đã được lấp đầy dự án vào đầu tư. Đây là khu công nghiệp do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần mở rộng, đến nay khu công nghiệp Phố Nội A có diện tích trên 688 hectare, là khu công nghiệp
có diện tích lớn nhất tỉnh Hưng Yên đến thời điểm này. Tại đây có 222 dự án vào đầu tư, trong đó gồm 123 dự án trong nước với số vốn đăng ký hơn 26.000 tỷ đồng, 99 dự án nước ngoài với số vốn gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực sản xuất chính của doanh nghiệp trong khu bao gồm sản xuất lắp ráp, linh kiện, thiết bị điện, điện tử, cơ khí chế tạo, sản phẩm kim loại, bao bì. Thưa quý vị và các bạn, trước sự suy giảm cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường thì năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời trở thành xu thế phát triển mang tính bền vững và lâu dài. Vượt lên trên tất cả, ngày nay sử dụng năng lượng tái tạo ở mỗi doanh nghiệp còn là điều kiện bắt buộc, là giấy thông hành mở ra cơ hội hợp tác xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đi các nước. Đây là hệ thống điện mặt trời áp mái được công ty May Thiên Sơn tại huyện Tiên Lữ triển khai lắp đặt trên toàn bộ các mái nhà xưởng. Pin có tuổi thọ 30 năm, tổng vốn đầu tư khoảng 8,5 tỷ đồng, công suất 960 kW, kế hoạch sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 8 năm nay. Việc này không chỉ giúp công ty hoàn thiện chứng chỉ xanh theo yêu cầu của đối tác, bạn hàng nước ngoài mà còn tiết kiệm hơn so với sử dụng nguồn năng lượng khác. Sản lượng khi mà lắp đặt xong thì sẽ phát và sẽ giảm được cho nhà máy từ 70 cho đến 80% cái lượng điện mà phải sử dụng từ điện lưới. Và với lại cái giá thành như hiện tại thì bây giờ một tháng hệ thống điện năng lượng mặt trời này sẽ tiết kiệm được cho nhà máy từ 360 cho đến 400 triệu đồng. Mấy năm nay, sản xuất tiêu thụ hàng của nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng như trước thời điểm dịch Covid-19 xảy ra. Trong khi điều kiện yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn, trong đó có yêu cầu doanh nghiệp tại Việt Nam phải sử dụng một phần năng lượng điện tái tạo trong sản xuất. Tập đoàn các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế cũng đã lựa chọn những doanh nghiệp mà sử dụng năng lượng xanh và năng lượng tái tạo để trở thành bạn hàng và đối tác kinh doanh của họ. Xu thế sản xuất và xu thế tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến sản phẩm được tạo ra từ sử dụng nguồn nguyên liệu tái tạo, năng lượng sạch, hay nói cách khác, đó là các sản phẩm được sản xuất xanh. Việc sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh thì là xu thế tất yếu rồi. Không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà toàn cầu rồi. Trước hết là nó đáp ứng nhu cầu về năng lượng của doanh nghiệp. Thứ hai là nó cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bản hàng xuất khẩu chủ lực của các doanh nghiệp Việt Nam đều đến từ các nước có nền kinh tế, công nghệ phát triển. Đây cũng đồng thời là những thị trường có nhiều quy định chặt chẽ về sản xuất xanh. Vì vậy, sự chủ động của các doanh nghiệp trong nước nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn quy định về sản xuất xanh, về sử dụng năng lượng tái tạo sẽ mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài. Thời gian qua, để tạo nguồn vốn từ đấu giá đất, xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Cử đã tích cực xây dựng các khu dân cư mới cho nhân dân làm nhà ở và tổ chức đấu giá đất. Trong đó, các xã vừa hoàn thành xây dựng khu dân cư mới và đã tổ chức nhiều đợt đấu giá đất là Đình Cao, Tống Chân, Tống Phan, Phan Sầu Nam. Diện tích trung bình từ 3,7 ha đến 4,1 ha. Các xã đều tổ chức khoảng 4 đợt đấu giá đất, ước thu khoảng 140 tỷ đồng mỗi xã. Hiện các xã Tiên Tiến, Nhật Quang, Nguyên Hòa đang xây dựng khu dân cư mới là 3,7 ha, xã Tam Đa là 4,1 ha. Đa phần các khu dân cư mới đều có vị trí giao thông thuận lợi, nằm bên đường tỉnh 396, có đầy đủ hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, bồn hoa, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024 và tổ chức đấu giá ngay sau đó. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết số 330 quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Nghị quyết quy định đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, các tổ chức cá nhân có cơ sở chăn nuôi ở khu vực không được phép chăn nuôi sẽ phải di rời. Tuy vậy, đến nay, việc thực hiện nghị quyết này rất chậm. Hôm nay, anh Nguyễn Xuân Mạnh ở phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên đã tháo dỡ phần còn lại của trang trại chăn nuôi lợn. Mặc dù là hộ chăn nuôi nhiều năm với hàng trăm con lợn, mỗi năm cho lãi hàng trăm triệu đồng và là nguồn sinh kế chính của gia đình. Nhưng khi có chủ trương của tỉnh về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, gia đình anh đã tự nguyện dừng chăn nuôi và phá bỏ chuồng trại. Bây giờ gia đình đang phá dỡ để làm một cái công việc khác. Đấy thì cũng mong cho tỉnh mình cũng mong muốn là có một cái công việc và cái hỗ trợ của tỉnh mình sớm. Còn anh Nguyễn Văn Trức
ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, vốn trước đây chăn nuôi hàng chục lợn nái. Tuy nhiên, việc chăn nuôi trong khu dân cư gặp nhiều rủi ro, khó kiểm soát dịch bệnh, hiệu quả kinh tế không cao. Khi được tuyên truyền về nghị quyết 330 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, gia đình anh Chức đã dừng chăn nuôi và chuyển hướng sang ngành khác. Tôi đang có mục đích là chuyển những cái phần chuồng trại chăn nuôi này, là tôi sẽ có kế hoạch để tôi làm, thứ nhất là mình lấy cái phụ phẩm nông nghiệp mà để tôi làm lấm. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có 539 trang trại, cơ sở chăn nuôi ở khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư của các địa phương. Đến nay mới chỉ có 482 hộ ký cam kết ngừng chăn nuôi, 136 hộ đã dừng chăn nuôi và 31 hộ đã tháo dỡ chuồng trại. So với yêu cầu đề ra, tỷ lệ đạt thấp. Nguyên nhân là do việc quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung sau khu dân cư ở các địa phương trong tỉnh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do các quy định về đất đai, kinh phí xây dựng hạ tầng khu chăn nuôi xa khu dân cư. Thực trạng đối với quỹ đất ở tại thị trấn Vương liên quan đến quy hoạch chăn nuôi xa dân cư còn rất là khó khăn. Vì đối với cả theo luật môi trường, rồi luật đất đai thì phạm vi khoảng cách đối với cả khu thị trấn thì rất nhỏ nên cái phạm vi quy hoạch còn hạn chế. Chính vậy là có những nhiều hộ có cơ hội để ra nhưng không tích tụ được dụng đất. Đấy, nên là không xây dựng cơ sở chăn nuôi xa dân cư. Có những hộ có quỹ đất nhưng lại không có điều kiện để xây dựng trang trại nên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di dời. Cùng với cái việc tuyên truyền vận động thì là các cấp chính quyền sẽ rà soát lại để xác định những các cái vị trí, những phạm vi mà đủ điều kiện theo quy định của luật chăn nuôi và thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, đưa vào bổ sung quy hoạch để tạo lên những các cái điểm chăn nuôi xa khu dân cư, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, tuân thủ đúng luật chăn nuôi và đáp ứng cái nhu cầu phát triển chăn nuôi của người dân. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền khu vực không được phép chăn nuôi theo nghị quyết số 330 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Bên cạnh chính sách hỗ trợ của tỉnh, các địa phương cần phối hợp với đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho người chăn nuôi để các trang trại phát triển ổn định. Nhiều năm qua, các hộ dân sinh sống tại thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ vô cùng bức xúc do gia đình ông Đỗ Văn Vượng chăn nuôi bò ngay trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Ngay sau điểm trường mầm non là chuồng trại chăn nuôi bò của gia đình ông Đỗ Văn Vượng, phân bò được chất thành đống. Còn đây là chiếc ao được ví như chiếc lá phổi của khu dân cư, nhưng nhiều năm nay đã bị ô nhiễm. Nguyên nhân là do hộ chăn nuôi kể trên thiếu ý thức, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, làm ô nhiễm ao và hệ thống tiêu thoát nước, phát sinh nhiều ruồi muỗi, ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống, sinh hoạt của người dân. Phân thải ra ấy, nó làm ô nhiễm môi trường, tức là nước không thông thoáng, không chảy được. Hai là phân nó đọng lâu ngày, sinh ra mùi, bốc lên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, nhất là ảnh hưởng đến trường mầm non của cháu ở đây. Đại diện lãnh đạo thôn Thụy Trang cho biết gia đình ông Đỗ Văn Vượng chăn nuôi bò ngay trong khu dân cư, chất thải nước thải được xả thẳng ra môi trường, làm không khí luôn sộc lên mùi hôi thối, hệ thống tiêu thoát nước bị ô nhiễm. Trước thực trạng trên, người dân đã nhiều lần góp ý, các đoàn thể đến gia đình tuyên truyền vận động nhưng gia đình không có biện pháp khắc phục. Mặc dù là khu dân cư đã phản ánh và đại diện nhà trường và ban phụ huynh học sinh có ý kiến rất là nhiều, thế nhưng mà công tác vận động tuyên truyền không mang lại hiệu quả. Gia đình bảo là chỉ chăn nuôi thêm vài năm nữa nhưng mà vẫn cứ xả thải bừa bãi, không có chở phân đi. Thế mà các cháu thì ăn nghỉ thường xuyên ở đây, bắt bùa đầu vào mùa gió bắc thì rất là khổ, các cô và trò thì cảm thấy tức ngực. Theo điều 12 của luật chăn nuôi năm 2018, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực chăn nuôi được quy định rõ, chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Vì vậy, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, việc chăn nuôi trong các khu vực không được phép chăn nuôi sẽ bị xem là vi phạm pháp luật và cần được dừng ngay lập tức. Để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, chính quyền địa phương cần vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Quý vị và các bạn thân mến,
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.